chương 16 tâm sự đêm khuya Càng yếu tố, ý thức về bản thân càng mạnh mẽ, cũng vì thế mà càng khó để dùng hòa và tuần theo người khác. Nhưng thế hệ trẻ bây giờ, tính cách vô cùng đa dạng, ai cũng có cá tính riêng, nổi bật và đầy gái góc. Việc tìm được một người thực sự phù hợp e là rất hiếm. Vì thú tử tỏ dài, vì vậy tìm được một nửa phù hợp với mình thật sự rất khó, rất khó. Cô quay sang nhìn kỳ tinh, nói đi nói lại vẫn là cậu hạnh phúc nhất đấy. Đúng vậy, kỳ tình không nhịn được nở nụ cười rồi nói thêm. Cậu cũng đừng buồn, cậu tốt như vậy chắc chắn sẽ tìm được người phù hợp thôi. Vì thú tử khẽ thở dài, thực ra yêu cầu của mình không cao, hô khẩu, nhà cửa, tiền bạc, những thứ đó đều không quan trọng. Chỉ cần nói chuyện hợp, đối xử tốt với nhau là được. Cô nhìn sang lệ lệ, cậu đừng cười mình không có chi tiến thủ. Mình chỉ muốn có bạn trai và sự đồng hành rất mong chờ cuộc sống hai người một mình thật cô đơn mỗi ngày lặp đi lặp lại ngồi trên tàu điện ngầm về nhà vào đêm khuya không biết sống như vậy có ý nghĩa gì nữa mình muốn trở thành một phần bối cảnh lạnh lẽo của thành phố này cũng muốn có câu chuyện của riêng mình lệ lệ thật lòng mà nói cậu không thấy cô đơn sao có chứ nhưng mình không muốn yêu đương lệ lệ vô thức cầm thìa múc khoai lang nói ngốc quá cô đơn cô độc Đâu phải chỉ cần nhiều đường là giải quyết được. Vì thu tử trầm ngâm, lệ lệ lại nói tiếp. Hơn nữa đối với mình duy trì một mối quan hệ nam nữ ổn định quá tốn sức và mệt mỏi. Mình vẫn thích độc thân, tự do không gánh nặng. Mình chỉ muốn làm việc chăm chỉ kiếm thật nhiều tiền. đủ tiền cuộc sống mới có thêm tự do và lựa chọn. đàn ông không mang lại gì cho mình cảm giác an toàn và niềm vui. chỉ có tiền mới có thể và nhất định phải là tiền tự mình kiếm được. Kỳ tình giờ thìa lên, đồng tình. Lệ lệ nói, coi như triệu nhất trần không tồn tại à mà đồng tình. Anh ấy có tồn tại mà, kỳ tình cười. Nhưng mình chưa bao giờ nghĩ sẽ dựa vào anh ấy làm cây tầm gửi. Mình muốn trở thành người yêu hết mình, ngay cả khi chia tay cũng không cảm thấy trời đất sập lở. Thôi đi, cậu chỉ giỏi nói, vì thú tử khinh bỉ. Lúc học đại học, cãi nhau đòi chia tay khóc lóc thảm thiết còn gì. Bây giờ mình đã độc lập rồi, thật đấy, Kỳ tình mặt đỏ bừng tranh cãi, rồi nghĩ lại thấy không đúng, phủi phủi cái miệng, chúng mình sẽ không bao giờ chia tay, sẽ mãi bên nhau. Lại nữa rồi, mình nói thật mà, mình rất chắc chắn. Cô thực sự rất chắc chắn, chắc chắn rằng cô và Triệu Nhất Trần sẽ ở bên nhau mãi mãi. Thời điểm đó, tình yêu mang lại cho cô cảm giác an toàn và sự hỗ trợ, niềm tin và sự chắc chắn là điều chưa từng có trước đây, thậm chí sau này cũng không bao giờ có nữa. Con người luôn tự tin thái quá. Cô nghĩ rằng tương lai của mình sẽ luôn tràn đầy tình yêu. Chỉ là khi đó, cô không biết rằng trong nhiều năm sau lại nhắc lại tình yêu, chỉ còn lại sự im lặng. Tác giả có lời muốn nói. Kỳ tính không phải là cô gái ham vật chất. Cô chỉ tin rằng với khả năng và lỗ lực của mình, cô có thể thành công. Cô chỉ giống như nhiều người trẻ khác bước vào mới xã hội. Tin rằng tương lai của mình sẽ có vô vàn khả năng. Tin rằng tương lai của mình sẽ không bình thường. Trên cửa kính phản chiếu một lớp mờ nhạt của cửa hàng bên trong, bàn ăn, tranh tường, những nhân viên phục vụ mặc vét thi thoảng đi qua. Bên ngoài cửa sổ, ánh đèn rực rỡ. Bầu trời đêm không phải là màu đen thuần túy, mà giống như màu xanh đen của mực. Ở đường chân trời xa xôi, giữa thành phố và bầu trời lấp lánh ánh sáng yếu ớt, Hàn Đình ngồi bên cửa sổ, cúi đầu trả lời tin nhắn điện thoại. Ánh sáng từ bàn ăn đối diện lóe lên, một bóng dáng quyến rũ xuất hiện tăng địch quá đẹp có người ở bàn gần đó liếc nhìn hàn đình làm như không thấy ngón tay di chuyển trên màn hình trả lời xong anh đặt điện thoại lên bàn ngước mắt lên nhìn cô gặp người nói chuyện xong muốn đi dưới tầng thấy xe anh tăng địch cười sao lộ lầm già cũng ở đây cô thực sự muốn hỏi kỳ tinh nhưng nói ra thì lại hạ thấp giá trị của bản thân con gái bạn chiến hữu của bố cậu ấy gặp một lần xem mắt à tăng địch nhanh chóng loại trừ kỳ tinh Cô là người ăn mặc xòe xòa nhất trong ba cô gái. Đưa anh đến xem mắt. Cậu ấy có thực sự muốn tự tạo thêm rắc rối không? Giọng cô có chút mềm mỏng nịnh nọt. Không thể gọi là tầng bốc. Trong mắt cô, sức hấp dẫn của anh là không thể phủ nhận. Hàn đình không đáp, sắc mặt dịu lại một chút. Đàn ông mà, vẫn cần phải hạ thấp bản thân để dỗ dành. Tăng địch nghĩ. Đã gần hai tuần kể từ buổi gặp gỡ hôm đó, Hàn Đình không liên lạc với cô. Nghĩ đi nghĩ lại, vẫn là hành động không đúng mực của cô làm anh khó chịu. Cô biết rõ, anh là người có ham muốn rất ít về tình cảm. Nếu có ai làm anh khó chịu hoặc không thoải mái, anh sẽ lập tức rút lui, không hề nuối tiếc. Miệng không nói ra, không đánh giá, con người vẫn như cũ, điềm tĩnh tự nhiên, nhưng lòng đã xa vạn dặm. May mắn thay, cô có thể kéo anh lại, hạ thấp bản thân, tốn chút tâm tư cũng không sao, không còn cách nào khác. Ai bảo cô thích loại người như anh? Tôi chưa ăn tối, anh ăn cùng tôi chút nhé. Hàn Đình nhìn cô một cái cười nhẹ. Đến đây bàn chuyện, không ăn tối đã rồi đi. Lúc đó không có hứng ăn. Chỉ uống rượu vang, cô liền đón lấy lời. Giờ lại có hứng ăn à? Bây giờ là ăn với anh mà. Cô hơi nghiêng người về phía trước, nghiêng đầu nhìn anh, để lộ đường nét cổ dài và trắng trẻo. Hàn Đình hiểu rõ và cười nhạt. Nụ cười mang chút mỉa mai vô nghĩa. Tăng địch thầm thở dài. Người đàn ông này thật khó dỗ nhưng cô không tức giận anh cười nhạt cũng rất đẹp là người dễ dàng lấy được thiện cảm của người khác không giống như cô phụ nữ quá xinh đẹp luôn khiến cho người ta có ác cả cô tuyệt đối không nhắc đến chuyện bữa tối lần trước bắt đầu nói về công việc vừa rồi ăn tối với bạn nói về doctor tiểu bạch của quảng hạ còn có doctor cloud của đồng dương anh nói xem hai bên có thể hợp tác trong lĩnh vực này hàn đình hỏi bạn nào tổng giám đốc của cửu toàn công nghệ anh phó đó ư đúng rồi rõ ràng là họ phó lại luôn gọi là anh phó tăng địch cười nhẹ định nói thêm gì đó chợt trong lòng dồn lên mấy năm trước vị tổng giám đốc họ phó đó từng là người theo đuổi cô sắc mặt của hàn đình vẫn bình thường không lộ chút thông tin nào tăng địch không tránh khỏi lo lắng ban đầu muốn nói một câu cô đã cắt đứt với anh phó đó từ lâu nhưng nói ra lại chẳng khác nào là chột dạ mối quan hệ của họ thực sự là tự do không có bất kỳ ràng buộc nào nhưng tăng địch biết rõ nhiều năm nay hàn đình bên cạnh không có phụ nữ nào khác không phải anh quá trung thủy chỉ lành ngại phiền phức không có thời gian vướng vào chuyện tình cảm còn cô thỉnh thoảng có vài mối quan hệ khác nhưng gần đây rất ít hầu như không có chỉ là con người đều như vậy nói là mở cửa tự do không gặp gỡ còn đỡ thực sự biết rõ người cụ thể trong lòng sẽ không thể không để ý tăng địch lại chuyển chủ đề sao lộ lâm gia đột nhiên đi xem mắt Hàn Đình không có tranh cãi về chủ đề trước đó nói. Đứa trẻ này chẳng già gì, chỉ biết chơi. Bố cậu ấy nghĩ sớm kết hôn có thể khiến cho anh ấy đi đúng hướng hơn. Đối tượng hôm nay có chấp nhận không? Hàn Đình lắc đầu. Bác gái chỉ có một đứa con trai. Không thành tài cũng không sao. Không giống như chị họ nhà cậu. Suốt ngày gây phiền phức. Hàn Đình nhíu mày, không đáp lại. Bất kể mâu thuẫn với Hàn Uyển như thế nào, anh không thích người ngoài bàn luận chuyện gia đình mình. Tăng Lịch nói xong, cũng thầm bực mình hôm nay đúng là không gặp may, nói gì cũng trúng chỗ đau. May mà phục vụ mang món ăn lên, xòa dịu không khí. Cổ gỡ khăn ăn, dịu dàng nói, anh giúp em nếm thử miếng gan ngỗng này, em ăn không hết, giảm cân mà. Hàn Đình hơi khinh thường nhấn mày, cười nhẹ, em còn cần giảm cân nữa. Không cần sao, Tăng Địch nói, ngồi thẳng dậy, ngừng đầu ưỡn ngực, dáng vẻ uyển chuyển. Anh nhìn xem, em có béo lên không?